Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7145915311 5915311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, tiếp tục trong phần tin địa phương thì mới đây ở tại Philadelphia xảy ra cái chuyện đó là vào hồi giữa tháng 8 có một thanh niên bị cảnh sát nổ súng bắn chết, chỉ từ một cái chuyện đó là lái xe ẩu cảnh sát bắt ngừng lại thôi, nhưng mà bây giờ lại có chết người. Thì nhưng mà trong cái chuyện này đó, bây giờ sau khi mà cái body camera của cảnh sát đưa ra thì lại cho thấy là cái lúc ban đầu tuyên bố của cảnh sát với những cái bằng chứng từ camera cho thấy là cảnh sát đã bất nhất trong những cái lời tuyên bố, dẫn đến cái chuyện mà không minh bạch cho gia đình của nạn nhân cũng như là cho cộng đồng ở tại Philadelphia. Thì bây giờ sở cảnh sát này họ cũng đang bị chỉ trích rất là nhiều. Thì đây là anh thanh niên Eddie Irizarry, 27 tuổi thưa quý vị, gốc Puerto Rico. Thì theo như gia đình nói đó, anh này thứ nhất là mới từ Puerto Rico đến Mỹ khoảng được có 7 năm nay thôi, không nói được một chữ tiếng Anh nào hết, cho nên có thể cái ngày mà bị cảnh sát pull over đó, ảnh không có hiểu. Nhưng mà bây giờ đây là cái report từ phía cảnh sát, đó là ngày 14 tới tháng 8. Thì bây giờ đó, report cảnh sát nói là một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần tra thì thấy là cái cậu Eddie này đó lái vừa ẩu mà vừa đi ngược chiều trong một cái con đường giống như là có một chiều thôi nữa, cho nên là cảnh sát ngay lập tức rượt theo và pull over cậu này lại. Nhưng mà lúc ban đầu đó, phía cảnh sát nói là thứ nhất cậu này bước ra khỏi xe rồi cảnh sát yêu cầu là giơ tay lên thì không giơ, mà nhào nhào đến phía cảnh sát mà trên tay có cầm vũ khí. Cho nên cái ông cảnh sát trong cái chuyện này, lúc ban đầu có hai người cảnh sát tham gia nhưng mà chỉ một người nổ súng, cho nên chỉ biết tên và hình ảnh một ông cảnh sát thôi. Đây là ông Mark Dio thưa quý vị, ông này là người đã nổ súng. Thì đó là tại cảnh sát họ giải thích lúc ban đầu đó, khi mà nổ súng bắn chết người thì cậu này có chết ngay tại chỗ. Ông nói là cậu này bước ra rồi nhào tới tay có cầm vũ khí. Thì gia đình nạn nhân đó không có chấp nhận, tại vì nói là biết là cậu này không hề có sở hữu súng, cho nên là họ ngay lập tức họ thuê luật sư. Và sau gần 2 tuần, luật sư yêu cầu phía cảnh sát đưa body camera đó. Thì trước khi mà đưa cái body camera thì ông police chief của sở cảnh sát, cái này là sở cảnh sát Kensington ở tại Philadelphia thưa quý vị, ông mới đưa lại một cái lời tuyên bố thì nó khác hẳn hoàn toàn so với cái câu chuyện ban đầu cảnh sát đưa ra. Thì ổng nói là sau khi mà xem đó thì ổng mới nói là cái câu chuyện nó hơi khác đi, là cậu này đó lái ẩu là có, nhưng mà khi mà cảnh sát tiếp cận thì cậu này vẫn ngồi ở trong xe và tay đó thì quơ quơ cái gì đó. Và trong cái đoạn body camera thì thấy là cái ông Mark Dial, ông cảnh sát đó, ổng lùi lùi lại và ổng kiếm chỗ ổng núp và ổng mới nổ súng vào trong xe. Cậu này vẫn còn đang ngồi trong xe nhưng mà bị bắn chết. Thì ổng nói là sau đó khi mà bắn rồi đó, cậu này gục, cảnh sát mở cửa ra thì phát hiện ở dưới đất có một cái con dao và trong xe có thêm một con dao nữa. Thì bây giờ ý cảnh sát nói là họ đã phải sửa lại cái câu là cậu này không có bước ra khỏi xe, không có lao vào cảnh sát, nhưng mà tay có cầm một cái gì đó là vũ khí, cho nên cái ông cảnh sát ổng sợ, ổng mới nổ súng. Nhưng mà bây giờ cái đoạn body camera mà phía sở cảnh sát đưa ra cho gia đình với luật sư xem trước khi mà họ công bố cho công chúng đó chiều ngày hôm nay, mới đăng cái đoạn video đó lên, thì bây giờ gia đình của nạn nhân, luật sư đó nói là
trong cái video không thể nào thấy rõ được là tay cậu này có cầm cái gì hay không, cho nên cái ông cảnh sát mà nổ súng là không cần thiết. Chính vì vậy mà dưới sức ép của dư luận và cả phía luật sư thì ông cảnh sát Mark Dio này đó đã chính thức bị đình chỉ chức vụ, và đây là hình ảnh mới sáng ngày hôm nay. Ông đến sở cảnh sát để mà surrender, để tiếp nhận điều tra, mà đây là điều tra hình sự, tại vì không có cái giống như là cái lý do cụ thể để mà ổng nổ súng trong cái chuyện này. Nhưng mà phía cảnh sát thì họ nói là họ sẽ đưa ra cái đoạn video để mà cho mọi người xem là có thể trong cái hoàn cảnh, cái góc nhìn của ông cảnh sát lúc đó là ổng không thể làm khác được, tại vì nếu cậu này đó cái đó là cây súng thì có thể là ổng sẽ bị bắn, cho nên ổng buộc phải nổ súng như vậy. Trong vòng 2 ngày nay, thế giới bàn tán rất nhiều về một loại vũ khí mà Hoa Kỳ vừa hứa hẹn cung cấp cho Ukraine. Đó là đạn 120 ly từ chất depleted uranium. Depleted uranium có nghĩa là chất uranium, nói nôm na tiếng Việt là chất nghèo. Chúng ta hay nghe thấy đó là uranium được làm giàu. Khi làm giàu có nghĩa là nó biến vào dạng tinh chất để chế tạo vũ khí hạt nhân như đầu đạn hạt nhân. Và vì thế khi quý vị nghe tin tức Iran đang làm giàu uranium để làm đầu đạn hạt nhân, hoặc là Bắc Hàn đã thành công trong việc làm giàu chất uranium, thì khi mà làm giàu như vậy đó thì uranium có thể làm bom hạt nhân hoặc là đưa vào đầu đạn hạt nhân. Nhưng mà từ đó cái chất mà không làm giàu đó còn sót lại đó thì gọi là depleted uranium. Thì cái chất này phía Hoa Kỳ họ nói bỏ đi thì cũng uổng, bởi vì nó tốn kém trong cái thời gian gọi là tinh chất hóa làm giàu đi. Thì bây giờ họ nghiên cứu và họ chế tạo được lấy cái chất nghèo uranium, depleted uranium, làm đạn. Và khi quý vị làm đạn như vậy, nó có sức nóng kinh khủng luôn. Và đây là một cái loại đạn 120 ly của Hoa Kỳ chế tạo và cung cấp cho Ukraine. Tin tức thì nói rằng cuối năm nay, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng một khi mà ông Ngoại trưởng Antony Blinken đã có mặt ở Ukraine ngày hôm qua đó, thứ tư lận, và để tuyên bố cung cấp 1 tỷ Mỹ Kim cái loại đạn này đó, thì chắc Ukraine sẽ có được loại đạn này sớm. Bởi vì Hoa Kỳ muốn giúp Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga, mà bây giờ Nga đưa ra những cái xe tăng có cái bề mặt rất là cứng so với những xe tăng đầu. Thì thưa quý vị, cái loại đạn này nó kinh khủng ở điểm á, bởi vì nó làm từ chất uranium, nó vẫn còn phóng xạ, nhưng mà nó không ghê gớm như cái loại phóng xạ từ bom hạt nhân. Nó vẫn còn phóng xạ nhẹ thôi. Cái tác động đó thì thực sự đó, bởi vì trong chiến tranh Hoa Kỳ có sử dụng cái loại này và ảnh hưởng như thế nào, thì đó là thế giới cũng đang rất quan tâm, bởi vì nó có thể gây phóng xạ rồi phía, mà phần lớn đó, nếu mà bắn ra đó, thì quân đội Nga sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Khi mà bay tới đó, nó chọc thủng cái vòm sắt của cái xe tăng, nó chưa hết thưa quý vị. Cái viên đạn này nè, nó bay vào bên trong xe tăng, nó nổ thêm một phát nữa. Có nghĩa là nó giết tất cả những người ở bên trong xe tăng. Mà đó chỉ là xe tăng thôi. Còn những cái nhà mà kiên cố bê tông cách mấy đi chăng nữa, hoặc là bằng sắt thép, cái đạn 120mm này nó bắn vào, nó chọc thủng xong rồi nó nổ bên trong luôn nữa. Cho nên Nga rất sợ. Nga đã lên tiếng và thậm chí đe dọa nói rằng Hoa Kỳ muốn tổ chức, bắt đầu làm bùng nổ một cái cuộc chiến về hạt nhân đối với Nga. Bởi vì mặc dù đây là cái đạn mà không phải là bằng hạt nhân, nhưng mà rõ ràng từ chất uranium có phóng xạ và có thể gây tác hại rất lớn. Và đó là lý do mà phía Ukraine và phía Hoa Kỳ đồng ý để cung cấp, nhằm mục tiêu tăng tốc cái kế hoạch tổng phản công của Ukraine. Chúng tôi quay